Sữa đỏ rồi. Nè pháo đỏ nè. Pháo đỏ rượu nồng đưa xe đỏ sao, không thể gỡ luôn á gì. Gỡ đi. Xe trắng đây. Hết không? Ai mà ăn được là người ta chỉ đây. Đừng hòng mà thoát. Đúng rồi ạ. Rồi vàng gì? Vàng đi nè. Rồi, lại nè, gỡ mày. Gỡ đủ. Chút xanh. Chút xanh gì chứ đi. Ai? Chút xanh ai gỡ? Ai dở vậy? Tại nãy chị giờ đó. Mày ăn rồi, ăn hồi nãy rồi mày dột xuống giùm ta đi. Chút xanh là ta hả ta ăn? Mày ăn hồi lúc trước rồi. Con ăn rồi má. Ủa con chút xanh nãy giờ nó ăn rõ ràng. Hồi thì nãy lo mà coi bên kia đó. Thôi tao mệt quá rồi. Bây giờ tao còn nữa tao muốn ăn nữa thì tao ăn. Sao khó ăn uống mà cũng không cho nữa. Rồi ốm ai chịu trách nhiệm? Đây chút xanh nè. Bực cái mình. Có con chốt không mà cũng khó dễ với người ta nữa. Ăn chốt nè, trả chốt lại nè. Đó ăn nữa đi. Sữa đỏ. Rồi. Hồi nay ăn uống không cho ăn rồi. Đâu rồi mà còn thò tay vô kia. Thì mày quên tao giỡn. Đó. Cái gì vậy? Xe vàng. Xe vàng. Tụi vàng hả? Tụi vàng tới à. Tới. Trời ơi. Mỹ đi. Cửa lộn ra dữ vậy. Chia đủ. Đâu. Ôi trời ơi. Chị đừng có quay em nữa. Em ngại lắm. Bà với bạn mà quay chi vậy? Khốn chết luôn quay hoài. Đừng có quay tiền hơi ghê quá à. Mày nằm la làm liệt rồi mà vẫn không có nhận bỏ cô. Con người ta ăn không cho ăn. Nên ốm xuống rồi sức đâu mà đi làm kiếm tiền. Mà ngăn hả? Tao khó dễ với con người ta hả? Ủa, tao khó dễ với chung so lại. Trời ơi trời. Cái gì vậy? Bởi vì mấy đứa lộn. Tôi nói mấy đứa xấu xấu là không chịu không chịu lên hình. Thì đó mấy đứa xấu tôi nói mấy đứa xấu xấu không chịu lên hình. Lên hình á ảnh còn mình cháy ảnh. Tính nói mấy đứa xấu xấu không chịu lên hình. Mấy đứa đứa già hả con? Ê, ba chị. Đứa già không có chịu lên hình. Còn mấy đứa trẻ trẻ thì nó đau lưng, không phải nào. Không muốn à. Muốn gì? Nó không muốn gì. Không muốn show biết. Vậy sống. Trời ơi, có vụ vô show biết nữa hả? Biết nữa trời. Biết show biết luôn. Biết mà. Chị Tiến là định vô show biết hàng đó nghe. Sao biết Hàn chứ Việt Nam làm chị vô mà. Tại vì ta là người Hàn mà, ta ăn Minh Cúc mà. Chị vô sao biết Hàn. Người ta là Cúc Nghe San. Không. Chị Tiến là định mà vô show biết Hàn. Thật ra là nhớ mà cái gì? Tới luôn rồi đó, nói một câu là tới luôn với mấy này đó. Mệt lắm rồi. Tao mệt, muốn chết đây nè. Nhóm nhạc gì mà của Hàn Quốc mấy con nữ này nè nhí mà nổi tiếng. Blackpink. 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 Ngày xưa đáng lẽ là 5 đứa. Đáng lẽ ngày xưa là 5 đứa mà tại gì. Mà tiếng máu không giữ lên nó để 4 đứa cho đáng lẽ còn tiếng 5 là chị. Tại nó đi thi một lượt đó, nó là ca sĩ, ta là loài sĩ, nó tao về biết chưa. Mệt quá à, nó quá. Đáng lẽ là nhóm 5. Thằng mệt nghỉ vào mấy nữa, tao quất rồi đừng la. Công ty nữa. Người vàng. Công ty đó không có chị Tiến là thiếu sót một nhân tài trầm trọng. Có chị Tiến vô lẹp dẹp bốn. Trời ơi, tao thiệt mày, tao quen mày nhất Ngân ơi. Tới luôn à. Dẹp mà bốn con lắc pin. Cái gì vậy chị, đâu có mau dữ vậy. Chưa. Tới bến luôn rồi chứ. Chưa. Blackpink. Blackpink. Chút đỏ bà con ơi, có đôi sao. Chút trắng lại, chút trắng nữa. Chút trắng rồi quý vị, chút trắng lần thứ nhất. Chút trắng lần thứ hai, chút trắng lần thứ ba. Để người chút xanh lên. Nè, dở mày. Dở gì vậy? Xe gì? Xe xanh. Phốt cái con xe xanh này coi. Đi cái con phốt xanh coi. Nó chạy ngựa, nó bắt về. Phốt cái con ngựa này coi. Xì đỏ luôn. Dứt hai cái đứt đầu không? Xì đỏ. Người ta ăn rồi, nó kéo gà bài rồi kìa. Má ơi. Không, bà Tiền tưởng nó bả lụm con đó nữa chứ. Tướng kìa. Đi xe cho mày tới rồi. Trả bài gì mà đâu. Pháo luôn nè. Cái gì? Xe gì? Xe đỏ xe chứ có ăn gì chứ. Mày là nằm mày mơ à. Đâu nè. Đang mơ à. Mơ giữa ban ngày. Nè, kéo cho em. Pháo đỏ đó. Tới. Tới luôn rồi. Tới cả không xe. Tao không dưới con tướng là tới sớm nữa rồi. Sao vậy? Có con tướng sao kìa vậy? Tại em dở lên pháo đỏ đó. Ngăn nghe dở lên pháo đỏ tới luôn khỏi bệ. Trời ơi tờ Tiền ơi, đừng có đứng cái mặt của chị ơi, chị loài sĩ, nó không phải ca sĩ. Mấy người hay vậy, người ta hay đấy lắm. Tao khẩu trang coi. Có lẽ chị quay đồ với người ta bình thường, đâu có chuyện gì đó. Không kéo cái đó cầm lên được.